Đây là mô hình của nông hộ ông Nguyễn Văn Hía, ngụ ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo lão nông này chia sẻ, vào năm 2002, ông mua 4 đến 5 con dê giống lai với giá khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng mỗi con để về nuôi và nhân giống. Đến nay, ông đã có đàn dê 22 con. Giống dê ông Hía nuôi là giống dê Boer Lai F1, lai tạo từ giống dê Boer đực thuần và dê cái Bách Thảo Việt Nam. Nuôi dê tới giờ cũng đã là mấy năm nay là chú có lợi nhuận có khá tốt đó. Theo ông, dê trưởng thành bán lấy thịt khoảng sau 7 đến 8 tháng từ lúc được sinh ra. Dê trưởng thành nặng từ 30 đến 35 kg mỗi con, thương lái đến tận nhà mua với giá 90.000 đồng một kg. Mỗi đợt xuất chuồng, ông thu khoảng hơn 50 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, ông thu lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng từ mô hình nuôi dê lai nhốt chuồng. Ngoài bán dê lấy thịt, ông Hía còn bán dê giống với giá 1 triệu 500.000 đồng mỗi con. Mỗi con dê giống khoảng 3 tháng tuổi và nặng từ 10 đến 12 kg. Thưa quý vị, nếu như mà trước đây ghe xuồng là phương tiện đi lại chính của bà con vùng nông thôn ở các tỉnh miền Tây chúng ta thì hiện tại đường bộ đã nối ấp và xã liền xã nên nhiều người bắt đầu chuyển sang sử dụng xe gắn máy. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là nhiều bà con tâm lý vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho nạn trộm cắp xe có dấu hiệu tăng lên. Tình trạng mất xe do chủ quan không phải là mới và đã được truyền thông đề cập khá nhiều lần. Nhưng mà vì sao nó vẫn tiếp diễn khiến cho nhiều người rơi vào cảnh hối hận muộn màng vì khối tài sản tích góp phút chốc đã không cánh mà bay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Người một nơi, xe một nơi. Thậm chí cách xa gần cây số, đây là hình ảnh không khó bắt gặp dọc các tuyến đường nông thôn tại Hậu Giang. Với cách để xe chủ quan đó mà mới đây ông Nguyễn Văn Thủ đã ngậm trái đắng khi bị trộm lấy mất chiếc xe mô tô hàng chục triệu đồng mà gia đình tích cóp mới mua được. Cũng sợ nhưng mà mình không có để ý, dân mình lại không có kiểu như cũng không có dân phá thì cũng không để quan tâm để ý, ví dụ đấy. Để đây cũng lâu rồi chứ đâu phải một ngày bữa đâu. Đi mần thì cũng năm ngoài năm cứ vừa cứ đậu xe đây thôi, thậm chí cả bỏ chìa khóa trong luôn. Cũng vì chủ quan mà cuối tháng 10 vừa qua, chiếc xe tay ga trị giá vài chục triệu đồng của chị Nguyễn Thị Tuyết đã không cánh mà bay. Đáng nói, chỉ mất vài giây mà kẻ gian đã thực hiện phi vụ trót lọt trong sự ngỡ ngàng của nạn nhân. Bữa chị khóa dữ lắm nhưng mà bữa nay chị y là mình đi ra phía sau không có bao lâu. Rồi thôi kệ mình để đại đó đi, rồi mình đi ra mình làm cũng vòng vòng đó thôi mà không ngờ là chị ra chưa được một khúc nữa là chị ra mất chiếc xe của chị. Nếu mà bữa đó chị không để cái chìa khóa trên xe là chị không phải mất cái xe. Thống kê của Công an Hậu Giang, trong vòng một tháng trở lại đây, cả tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó không ít vụ trộm xe mô tô mà nguyên nhân là do người dân chủ quan. Chính sự lơ là mất cảnh giác mà đối tượng xấu qua vài lần quan sát, để ý sẽ dễ dàng thực hiện hành vi. Con đi ruộng thì nên là xe thì được gửi nhà người quen hay những người ở cạnh ruộng của mình đó. Để mà cần thiết là dẫn hẳn vô nhà để nhờ người ta chăm coi bảo quản giùm mình chứ không nên là để ngoài ruộng xa quá, nhiều khi mình đi làm thì đối tượng nó lấy lúc nào mình không hay. Thứ hai nữa, sau khi đi về làm về á thì bà con cũng dẫn xe vào nhà hay là vào tận cửa nhà của mình, khóa xe cẩn thận, không nên để ngoài lộ hoặc là để chìa khóa trên xe. Thông thường vào thời gian cuối năm, các loại tội phạm trong đó có trộm cắp xe mô tô sẽ gia tăng hoạt động, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn xuống tận vùng nông thôn với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Chỉ cần vài giây, đối tượng xấu có thể lấy được xe, nhanh chóng tiêu thụ hoặc rã bán phụ tùng, nên việc truy bắt thu hồi gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thưa quý bà con, cách đây ít ngày, người dân tại Cà Mau từng xôn xao khi thương lái lùng mua lá nhầu với giá cao, khiến nhiều người đổ xô đi vặt trụ loại lá này để bán. Đáng nói đây là loại lá mà trước đó cho cũng không ai lấy. Sau đó vài ngày thương lái lại loan tin là mua một loại cá bỏ đi, khác là cá liềm kiềm với giá vài triệu đồng một kg mà không rõ lý do. Khi mà hai vụ thu mua nông sản bất thường chưa được lý giải thì mới đây, nhiều nông dân trên địa bàn xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, Bến Tre lại xôn xao bàn tán việc thương lái thu mua cây lúa non với giá cao. Nhiều nông dân còn truyền tai nhau họ thu mua lúa non để làm thuốc nam. Thực hư việc này ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đại Hòa xác nhận có việc thương lái thu mua lúa non của nhiều nông dân trên địa bàn nhưng chưa biết họ thu mua lúa non nhằm mục đích gì.
Người trực tiếp thu mua lúa non nói trên là ông NVB, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, hiện sinh sống ở địa phương nhưng chưa đăng ký tạm trú. Việc ông B thu mua lúa non tại địa phương này đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2018 vừa qua. Theo đó, với mỗi công lúa non được ông B giao kèo với nông dân là mua mão bằng 25 giả lúa. Tương ứng với số tiền khoảng 5 triệu đồng, người dân không cần phải chăm sóc, thăm đồng khi đến thu hoạch. Sau khi thu mua, ông B cho người thu gom rồi vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sơ chế để làm thuốc nam. Sau khi sự việc được phản ánh, hiện ông B đã không xuất hiện tại địa phương. Trước sự việc bất thường này, chính quyền đã xuống để vận động, tuyên truyền cho người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà tiền mất tật mang. Thưa quý vị, chỉ cách đây vài ngày khi mà các công nhân đang thi công kè kênh Búng Sáng đã vô tình cút phải bom bi và gây ra một vụ nổ lớn, làm hai người nhập viện. Khi mà sự việc còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một quả đạn pháo 82mm lại được phát hiện khi các công nhân đang đào móng một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Cần Thơ. Cũng bởi vụ nổ cách đây ít ngày mà khi phát hiện quả đạn pháo, nhóm công nhân đã tháo chạy tán loạn và báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết xung quanh vụ việc. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 12, khi nhóm công nhân xây dựng trong quá trình đào móng nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì phát hiện một vật thể nghi là bom nên đã tháo chạy. Sau khi nhận tin báo và tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả đạn cối 82mm còn sót lại sau chiến tranh và đã mang đi xử lý. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 12, trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng xảy ra một vụ nổ tại công trình thi công bờ kè hồ Búng Sáng, làm hai người bị thương. Vật gây nổ bước đầu được xác định là bom bi sót lại sau chiến. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 12 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn là phường 10 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, một xe đầu kéo chở rất nhiều bia bị nổ vỏ rồi lật ngang trên đường. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên thì một hành động xấu xí của một số người đi đường đã diễn ra sau đó mà khiến nhiều người bức xúc. Đúng là như vậy thưa quý vị. Sở dĩ chị Kim Thảo nói như vậy là bởi sau tai nạn hàng chục thùng bia bị đổ ra đường. Trong khi những người dân xung quanh ra sức gom lại giúp đỡ tài xế thì một số người đi đường qua lại tranh thủ hôi bia bất chấp sự van xin của tài xế xấu số. Sau đây sẽ là ghi nhận tại hiện trường của phóng viên chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút ngày 13 tháng 12 khi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43C-16613 do tài xế Nguyễn Tuấn Hùng sinh năm 1984, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển, kéo theo rơ móc chở nhiều bia. Khi xe đi đến đoạn ngã ba quốc lộ 50 giao nhau với quốc lộ 1A thuộc khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị nổ vỏ trước, mất kiểm soát nên va đầu vào giải phân cách rồi lật ngang trên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân địa phương tốt bụng đã nhanh chóng giúp tài xế thu gom bia đổ vương vãi trên đường. Tuy nhiên cũng có một số người lạ mặt không phụ giúp mà chỉ đứng nhìn rồi thản nhiên lấy bia bỏ đi mặc cho tài xế can ngăn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, điều tra vụ việc. Thưa quý vị, năm nay có thể nói là một năm khá buồn của các tài xế xe ôm công nghệ Grab khi mà liên tục bị cướp của, thậm chí là nhiều lái xe đã bị giết hại thương tâm. Và mới đây thì một vụ cướp tương tự lại vừa xảy ra với một nam tài xế quê ở Kiên Giang và đang làm việc tại Bình Dương. Theo đó, trong cuốc xe mà anh này mới nhận thì vị khách lại chính là tên cướp hung tợn. Sau khi lên xe, tên này đã rút dao khống chế nam tài xế để cướp tiền. Thế nhưng vì tham lam chơi số tiền lấy được quá ít, tên cướp lại đưa ra yêu sách bắt nam lái xe thực hiện. Điều gì đã xảy ra sau đó? Xin mời quý vị đón xem chi tiết ngay sau đây. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 12, anh Nguyễn Văn Tỷ, 22 tuổi, quê Kiên Giang, làm nghề xe ôm Grab đang đứng đợi khách khu vực trước siêu thị Aeon Mall thuộc khu phố Bình Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì đối tượng Lê Văn Hậu, 23 tuổi, hộ khẩu thường trú An Giang tới yêu cầu chở đi. Tuy nhiên khi đi qua đoạn đường vắng, tên này đã rút dao thái lan, khống chế anh Tỷ và lấy 107.000 đồng trong bóp của nam tài xế. Mất công mà cướp được số tiền quá ít, Hậu tiếp tục bắt anh Tỷ chở đến tiệm cầm đồ để cầm giấy tờ xe đưa thêm cho mình. Tuy nhiên, chính sự tham lam đã khiến tên cướp phải ôm hận. Lợi dụng khi đi qua khu vực đông người, anh Tỷ đã nhảy khỏi xe và tri hô cướp và cùng người dân khống chế đối tượng giao cho cơ quan công an xử lý. Điều khiển xe trên các tuyến đường để quan sát khi thấy những đứa trẻ ở nhà một mình thì tiếp cận hỏi thăm và giở thủ đoạn cướp tài sản chạy mất. Đa phần thì các bị hại đều là trẻ em nên đối tượng đã dễ dàng tẩu thoát. Và với chiêu thức ma mãnh của mình, tên cướp này đã thực hiện trót lọt. Đáng nói, trước khi bị bắt, đối tượng hoạt động trên địa bàn rất rộng từ Vĩnh Long, Đồng Tháp cho tới Kiên Giang. Với hành vi của mình thì đối tượng Khu Minh Dũng, 34 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, vừa phải nhận một bản án thích đáng. Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2017, Dũng điều khiển xe máy trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long. Khi thấy bị hại nhỏ tuổi ở nhà một mình, sẽ tiếp cận hỏi thăm, sau đó mượn điện thoại di động và giật lấy lên xe máy tẩu thoát.
Với thủ đoạn trên, Dũng đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, gồm 4 điện thoại di động và một máy tính bảng với tổng giá trị gần 14 triệu đồng. Trước đó, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, Dũng cũng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tổng cộng 13 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tái phạm nhiều lần, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hình phạt Dũng phải chấp hành là 16 năm 9 tháng tù. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên cả nước, cơ quan chức năng liên tục triệt phá những ổ cờ bạc vô cùng khủng. Và khi mà dư luận mà còn đang xôn xao về đại án đánh bạc hàng ngàn tỷ, có sự bảo kê của các tướng công an, thì vào hôm qua ngày 12 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết lại vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet có giá trị giao dịch đến 500 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Đình Lộc cầm đầu, 10 đối tượng đều trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, được cơ quan công an xác định là có liên quan tới đường dây đánh bạc khủng này. Theo đó, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng này về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đã thu giữ các đồ vật tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại cùng nhiều tiền Việt Nam và đô la Mỹ. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bọn chúng thường xóa tài khoản sau khi kết thúc trận bóng đá, sử dụng các phương tiện điện thoại kích hoạt Internet để cá độ qua Zalo, Facebook. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Đình Lộc sinh năm 1983, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là người cầm đầu đường dây này. Theo đó, Lộc đã trực tiếp mua tài khoản Master qua trang mạng của nước ngoài, sau đó sẽ chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các đại lý. Cùng thủ đoạn, các đại lý chia thành nhiều tài khoản nhỏ tiếp tục giao cho các con bạc để tham gia cá độ. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án truy bắt Hoàng Đình Lộc để xử lý.